hai vợ chồng em là đúng vội vàng luôn. Tính ra là yêu nhau là được 3 tháng là về báo cho mẹ một tin động trời có em bé. Mẹ đã nói là để từ từ, con còn trẻ cứ tìm hiểu đi, chứ đâu phải là con vội vàng như vậy. Hai đứa con không giữ mình mẹ quá thất vọng. Hồi xưa lúc mà mẹ mang chồng mình á, ăn uống còn không bằng 1/10 của mình nữa. Rồi tâm sự mẹ nói là ngày xưa mẹ ăn cơm với nước muối á. Cái ngày đầu tiên á, mẹ chồng gặp nàng dâu này đó, thì mẹ chồng cảm nhận gì về cô bé? Ngày đầu tiên khi em gặp bé Linh là lúc đó là con trai nó trở về chơi. Thì cái ánh mắt đầu tiên mà nhìn bé Linh á, thì nó đẹp thì không đẹp, nhưng mà có duyên phúc hậu. Xinh, rất là xinh luôn. Ngày đầu tiên con bước về con gặp mẹ con á, là trong đầu con cũng chưa có nghĩ tới chuyện à đây là mẹ chồng của con. Nhưng mà một cái hình ảnh mà đập vô trong mắt của mình, lần đầu tiên mà mình gặp một cái người phụ nữ mà ở trong một cái nhà mà mẹ thui hủi của một mình, thấy con mình về, mà đằng này là hai đứa về đâu có báo trước đâu. Thấy anh Bi với lại con về, con thì con hay để ý nhỏ nhặt lắm, cho nên con thấy người mắt mẹ tự nhiên rưng rưng. Thì con thấy một cái hình ảnh giống như mẹ của con ở nhà thui hủi của một mình, con cái về xong người kiểu vui á, nhưng mà lại giấu. Thì lúc đầu nhìn mẹ con cũng hơi sợ thiệt, tại vì thật sự là ai mà tiếp xúc với mẹ lần đầu á thì sẽ thấy là mẹ có vẻ hơi khó gần. Đâu khó đâu, thấy dễ mà. Nhưng mà lúc hồi nãy nghe nói như hai đứa thời điểm đó quen nhau chỉ có 5 tuần thôi, em có nghĩ rằng là đây sẽ là mẹ chồng của mình không? Dạ không. Tức là giống như hồi nãy mẹ có nói là thôi cái gì từ từ đi, mà hai vợ chồng em là không có từ từ như mẹ nói. Chứ sao? Hai vợ chồng em là đúng vội vàng luôn. Tính ra là yêu nhau là được 3 tháng là về báo cho mẹ một tin động trời có em bé. Sau rồi tới tầm 6 tháng là hai đứa cưới. Mẹ em thì kêu là có gì từ từ thôi con, mà rốt cuộc hai vợ chồng không hề một miếng nào. Không một miếng từ từ nào luôn. Cảm giác của chị như thế nào? Mẹ ơi, Tết nay con về ăn Tết với mẹ. Thì ngày 23 Tết đương 8 ấy, nó nói là mẹ ơi, Tết nay con cho bé Linh về nhà mình ăn Tết nha mẹ. Vừa xong vậy thì chiều ngày 26 mẹ con báo cho mẹ cái tin này. Đang ngồi võng đu đưa về trước sân vậy. Mẹ bình tĩnh nha mẹ, con nói như này ra mẹ đừng có sốc. Nó hỏi là chuyện gì con cứ nói đi. Con bé Linh nó có bầu. Con bé Linh nó có bầu. Tự nhiên lúc đó là cái bao nhiêu cái hy vọng á, cái tự nhiên là em lúc đó là khóc òa ra luôn, khóc luôn trong điện thoại không nói được cái gì hết. Tại vì là thất vọng. Lúc đó có nói lên một câu là mẹ thất vọng với hai đứa con quá. Tại vì sao con làm anh mà nhà có hai anh em, mà mẹ đã nói là để từ từ, con còn trẻ cứ tìm hiểu đi, chứ đâu phải là con vội vàng như vậy. Hai đứa con không giữ mình mẹ quá thất vọng. Thì lúc đó mình tắt máy luôn. Trước khi mà điện thoại cho mẹ là hai đứa con suy nghĩ nhiều lắm, đó là không biết có nên nói hay không. Đúng ra là tụi con biết tụi con có em bé cách đó là khoảng một tuần lận, nhưng mà cứ lưỡng lự miết à. Xong rồi cũng có những lúc tụi con nghĩ tới chuyện là không giữ bé Bi á. Là con trai mình, nó đánh vào tâm lý mình. Tầm 1 giờ nó cứ chụp hình là cái cảnh là con bé đây ngồi khóc, bé Linh này, ngồi khóc, đang tiếp đồ ngồi khóc hay gì. Mẹ, Linh nó đang khóc này mẹ, nó xin lỗi mẹ, nó biết nó buồn. Chắc là chồng con kể con vụ mẹ con nói hả? Chồng con gọi cho mẹ là con ở đó mà. Ông bà ngoại mới trấn an mình một câu nói là, ủa có gì đâu con, cái chuyện nó mừng chứ có gì đâu. Thời buổi bữa nay nó khác với thời của con rồi con à. Ngoại hay quá. Ông ngoại là nói một câu rồi. Có thiên người trong nhà mà năm hết Tết đến là thiên tinh vui mừng đi, chứ con khóc cái gì năm hết Tết đến là quá. Ông ngoại nói một câu hay luôn. Cho mình lúc đó là giống như mình bị hụt hẫng đó. Lúc đó là mình không còn khóc mà. Mình tưởng đâu mà ngoại phe mình không? Cuối cùng phe hai đứa nhỏ. Thế suy nghĩ lại, ông bà ngoại khó khăn như vậy mà tại sao còn đi nói lại trách mình. Thời buổi bữa nay mà cái đầu óc con không thông thoáng được một chút nào á. Cái lúc đó điện cho bà chị, điện cho ông anh nữa. Có vậy là mừng, đầu óc em suy nghĩ lại thêm một người theo phe bên kia.
ai cũng vô cái phe là ủng hộ hết. Đúng rồi. Còn có một mình chống đối á. Rồi mới suy nghĩ nằm một đêm đó, rồi một đêm sau cứ nằm khóc. Rồi ông ngoại nói câu cái tự nhiên mình tỉnh. Ông ngoại nói là sao một đêm một ngày nay tỉnh cho con. Nếu con làm như vậy vô tình nó dại dột, nó làm những cái chuyện gì đó, lúc đó rồi con thấy là con hối hận muộn màng, là mình mất cháu mình. Thì lúc đó ăn Tết xong khoảng là 12 thì lần đầu tiên gọi nói chuyện với mẹ bé Linh. Nói chuyện với mẹ bé Linh khóc luôn. Là điện tới mẹ bé Linh nói câu à: chị ơi, giờ chị điện tới tôi mừng hết lớn, mấy ngày nay tôi ăn ngủ không yên. Tôi nói thiệt, mình có con gái bây giờ lỡ vậy rồi là nó bất an. Thì lúc đó mới nói với mẹ bé Linh là: chị yên tâm, đừng có nói cái câu lỡ. Ngay ngày đầu tiên khi thằng Thống nó dắt về á, là đã rất thích con bé Linh. Nhưng chỉ hơi thất vọng là tại sao nó không giữ cho nhau thôi. Còn nếu chị không đòi hỏi gì thì tôi sẽ làm hết khả năng một trách nhiệm của một người mẹ. Em có thể kể cho chị nghe một cái điều gì đó khiến cho em nhớ khi mà mẹ chồng đã chăm sóc em những cái tháng đầu của thai kỳ không? Mẹ chồng em thì không phải chỉ chăm sóc em những cái tháng đầu của thai kỳ đâu, mà là suốt cả quá trình em mang thai và cả suốt cả quá trình sau sinh của em luôn. Trong cái khoảng thời gian mà em ở với mẹ ở nhà là hầu như tất cả mọi thứ là em thấy mẹ chỉ dành thời gian để mẹ chăm sóc các con của mẹ, và đặc biệt là em. Hai đứa con trai của mẹ bị ra rìa hết. Suốt khoảng thời gian thai kỳ em phải nghe mỗi ngày đó là: con ơi uống nước đi con. Mà em bị cái tật là em không thể nào uống được nước lọc á chị. Nước lọc thì phải có đá. Nên mẹ cứ nhắc mấy sáng xuống là: uống nước chưa Linh, uống nước đi con, uống nước nhiều vô nha con. Bị ám ảnh chữ nước luôn hả? Đi ngủ cứ trong đầu cứ vang lên là uống nước. Xong rồi mẹ cũng hay hỏi em là: con thích ăn cái gì? Mà đỉnh điểm có một ngày nha chị, cái này là cô hàng xóm kể lại cho em nghe. Lúc nãy mẹ con đi ra chợ á, thấy người ta bán cua, muốn mua về cho con ăn mà đang dịch cua nó bán mắc quá không mua được. Xong rồi mẹ đi ra mẹ cứ nhìn miết à, nói rằng muốn mua về cho con muốn mua về cho con dâu nó ăn. Cô nói là thôi chị cứ mua đi, không đủ tiền thì thôi em đưa chị mượn cũng được. Nhưng mà mẹ cân đo đong đếm mà cứ nhìn mãi một hồi thì mẹ mới quyết định là thôi không mua cua mà mua tôm. Mà trong nhà em thì cái thằng em chồng của em á, nhóc em chồng của em nó lại rất thích ăn tôm. Cho nên là về nhà mẹ trước khi mà mẹ dọn cơm ra: tôm này của bầu nha, không đứa nào được đụng vô nha. Thế là hai anh em ăn cơm với lại tất cả các món khác, còn nguyên một dĩa tôm đó là một mình em ăn. Ôi ơi, hạnh phúc thì quá luôn. Tại vì khi mà mình có thai á là mình không phải là cưới xong rồi có, mà lại là dạ, ăn cơm rồi trước kẽn. Cho nên là dạ, mình hồi hộp ha, không biết cái sự đón nhận của mẹ chồng mình như thế nào. Dạ. Mà bây giờ được như thế này thì không có gì hạnh phúc bằng luôn á. Mà cái lúc em làm đám cưới á, yeah, là cái thời điểm đó mẹ chồng cũng đang chưa có chấp nhận hẳn á, yeah, thì mẹ đã cùng với em chuẩn bị cho cái đám cưới đó như thế nào? Ngoài mặt thì kiểu giống như là không chấp nhận thôi, nhưng mà em thấy trong lòng là mẹ thương em dữ lắm luôn á. Đi lựa váy cưới nhớ là mẹ kêu: thôi cái này không đẹp con ơi, cái này không có được đâu, lấy cái bự bự đó cho mẹ nha. Cái tính em là em hay thích tự mình make up cho mình. Xong rồi nói thôi con tự làm. Mẹ kêu: vậy hả? Vậy thôi con cứ tự trang điểm đi rồi xong lên đây mẹ kêu người ta làm tóc cho đẹp. Rồi cũng ra là phải lựa cái vuông miệng nào mà chiếu nhất, mà hột nhiều nhất, mà đẹp nhất mới chịu. Đang lúc đó là cũng đang bùng dịch mà làm đám cưới là làm đám cưới gấp nữa, cũng rất là nhiều chi phí. Cho nên em cũng muốn tiết kiệm, em chỉ muốn thuê một cái váy cưới thôi. Rồi xong em đặt thêm, may thêm một cái váy theo ý em á. Xong rồi với mẹ cứ: thôi thuê cái nữa đi con, thêm cái nữa đi cho đẹp. Kiểu giống như là mẹ sợ em á, có em bé vậy xong rồi cưới á thì người ta sẽ nghĩ là à con này, con bé này chắc nó cưới cho có. Cái ngày mà lễ cưới á, mẹ có nói với em vậy nè: tại vì mẹ làm ăn kinh doanh cho nên là có nhiều bạn của mẹ ngại cái việc mà đi tiệc cưới của một cái người. Đúng rồi đó, đã có người ta cảm thấy là nhiều khi không may mắn trong kinh doanh. Dạ đúng rồi, cho nên là có rất là nhiều người ta không có tới dự. Xong rồi cái mẹ nói: ôi thôi kệ. Mẹ thay đổi một cách chóng mặt luôn. Ôi thôi kệ, không tới thôi. Tự nhiên từ một người luôn luôn chống đối tất cả mọi người ở trong gia đình, ai cũng ừ, mà chỉ có mẹ chồng của mình là không ừ. Rồi bây giờ mẹ lại trở thành một người ở bên mình, động viên, chăm sóc, an ủi. Cưới về rồi
nó có những cái va chạm lúc ban đầu á, một cái nơi sinh sống mình được giáo dục từ nhỏ đến lớn nó kiểu như vậy, rồi bây giờ bên đây lại là một cái kiểu khác nữa, cái sự hòa hợp nó chắc chắn không thể nào ban đầu hòa hợp được. Dạ đúng. Thì em phải làm gì? Em hỏi ý kiến mẹ em. Trời, em khôn quá luôn á. Em hỏi là mẹ ơi, bây giờ mẹ quanh như thế này nè, thì bây giờ con phải làm sao bây giờ? Mẹ chỉ có nói với em một điều thôi, con chỉ cần dùng cái tâm để con cảm nhận và con yêu thương một người. Mẹ tin rằng không có ai mà người ta sẽ không yêu thương lại mình hết á. Khi mà em về ở với mẹ quanh nhiều rồi á, thì em cảm giác là mẹ quanh cũng chịu rất là nhiều điều trong cuộc sống. Đó là cái để mà hình thành lên một cái vỏ bọc cứng cáp của mẹ bây giờ. Em nghĩ là em phải làm một cái gì đó, và em phải là cái người hiểu được mẹ để truyền đạt lại cho hai người kia. Tại vì nếu như mình không làm điều đó, mẹ cứ cô đơn hoài, mẹ không ở được với hai đứa con của mình. Do em với lại mẹ hợp tần số. Dạ. Như là con ruột của mẹ đi, thì không có cùng tần số với mẹ, mà hai người yêu thương nhau dữ lắm, mà khẩu hoài là vì vậy. Đứa nhỏ đó, bà ngoại có hay, bà nội có hay ẵm không? Có hay chăm, rồi có hay lo cho nó ăn này kia không? Dạ có. Có đúng ý con không? Theo con á, là con thấy con đang không đúng ý mẹ. Mẹ nói là con chăm con không có kỹ, nhưng mà thật sự là con cũng thấy điều đó nữa. Con hay đi làm ăn đêm, xong buổi sáng về cái con hay bị sợt sờ, kiểu có bữa thì con ngủ dậy nổi, còn có ngày con ngủ dậy không nổi. Có hôm thì con cho bé ăn sáng được, còn có hôm thì cái bữa sáng nó lại chuyển qua buổi trưa. Mà từ lúc mang thai về ở với mẹ là mẹ đã nhắc con cái gì? Cái chuyện mà con ăn uống không có đúng giờ giấc rồi, là bản thân con đã sai rồi, bây giờ con còn làm cho con sai nữa. Mình cứ thỉnh thoảng mình nhớ tầm biết giờ này Linh nó cho cà rốt ăn chưa, cái xong cái là nhớ cái là gọi điện cho em ăn chưa con. Dạ chưa mẹ, mới ngủ dậy. Cái trẻ em á là nó ăn phải đúng giờ giấc, không có canh 2 tiếng không cho em ăn một lần. Đúng rồi, mẹ dặn thì đúng cho con nha. Dạ. Có bao giờ mẹ chồng làm con xúc động chưa? Dạ có. Có một lần cũng trong cái ngày đầu tiên mà con từ bệnh viện đi về, cái khoảnh khắc cuộc đời của con là con đang ngồi con sửa cái chỗ cho con nằm á, chồng con thì đang ẵm em bé, xong cái mẹ chồng của con từ ở dưới nhà, từ dưới lầu một dưới tầng trệt á, bưng một cái mâm cơm lớn tự tay mẹ bưng lên cho con ăn. Xong rồi mẹ còn nói với con là cái này là đu đủ, cái này là giò heo, rồi mẹ nấu vậy vậy đó để con ăn cho có sữa. Mà mình cứ suy nghĩ thôi là hồi xưa lúc mà cái gì vậy con? Hồi xưa lúc mà mẹ mang chồng mình á, ăn uống còn không bằng 1/10 của mình nữa. Rồi tâm sự mẹ nói là ngày xưa mẹ ăn cơm với nước muối á, bây giờ mình bước vô nhà, xong mẹ dành những cái thứ tốt đẹp nhất cho mình, mà chính tay mẹ bưng lên tận tới cái chỗ cho mình. Mẹ là người cắt chỉ cho em, mẹ quan tâm tới từng cái điều nhỏ nhặt nhất. Mẹ hỏi con coi cái vết khâu nó như thế nào, đâu đưa mẹ coi coi nó khâu chỗ đó của con nó có đẹp không. Nó rất nhỏ nhưng mà không phải ai cũng làm được cái điều đó. Chỉ là một cái vết sẹo ở một cái chỗ mà không ai nhìn thấy, nhưng mà mẹ hỏi ừ nó không đẹp với con. Chuyện đó không có hề nhỏ chút nào đâu em, chỉ có xuất phát từ cái tình cảm thực sự là yêu mà mình xem người này như là con gái ruột của mình vậy đó, thì nó mới có cái sự quan tâm đó thôi. Cho yeah. Nên là chúc mừng em đã có một người mẹ chồng rất là tuyệt vời. Dạ, con cảm ơn. Có bao giờ mà con dâu làm chị xúc động? Nếu mà nói qua đây thì chắc là em xúc động. Em nghĩ là nó sẽ là một cái dấu ấn suốt đời của em. Là cái lúc đó ngày 15 tháng 8 là sinh nhật của em. Cái mùa phong tỏ mà. Nhưng mà lúc đó nó đang mang bầu, cứ la thằng con trai, vợ bầu bì mà cứ chở đi đâu là không cho. Cứ vậy nhốt giống như nhốt trên lầu á, chiều tối vắng tắn mới cho đi ra làm trước, cái như lấy bầu không khí ngoài trời tí vậy.
Hai vợ chồng nói với mẹ, mẹ con đi ra đây một xíu, con đi coi dạo dạo cái chỗ nào đồ em bé con mua. Thì không biết còn mới cho đi nhưng mà cứ la. Chỉ đi về đi hơn một tiếng mình cứ xót ruột, cứ đi ra đi vào cái ngõ hoài chưa thấy nó về mở cờ cổng. Thì vừa về là la xối xả hai vợ chồng. Hai vợ chồng nó làm thính, nó không nói rằng là gì mình biết. Thì hôm đó là vô tình em đang xào thịt nè, chị chạy xuống chị cứ nịnh hớt làm sao, mẹ 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 đi tắm đi, mẹ đi tắm đi. Thì em mới nói chứ ủa mẹ làm gì mẹ tắm, tự nhiên ta đang nấu ăn chứ. À cái là vậy, cái là thì đi tắm vô cái đầu mình gội còn quấn cái khăn vậy á. Chị thì đi đằng sau chị vỗ tay chị hát vậy, chồng chị thì bưng cái bánh, thằng em đằng sau thì cũng cổ vũ, làm cho mình lúc đó cảm thấy, em nói thật là nhìn cảm thấy ba đứa con mình. Cái điều đó nó không có diễn tả được cái lúc đó. Con dâu nó mới về nhưng nó cũng hiểu tâm lý mẹ quá. Cái điều đó đối với em là nó như nó nhớ suốt đời. Lâu lâu con có bí mật con làm bất ngờ vậy hoài ha. Ngày 8 tháng 3, ngày 14 tháng 2 hoài nó hết bí mật. Không là mỗi lần làm bất ngờ khác. Ừ, nhưng mà anh em vẫn muốn là bé Linh hãy nói với mẹ một cái điều gì đó mà bé Linh mong rằng là mẹ sẽ thay đổi. Chị chắc chắn là em cũng có điều trong lòng chứ. Con chỉ muốn mẹ là sau này khi mà mẹ buồn á, mẹ đừng để trong lòng nữa. Mẹ không nói được với con của mẹ, mẹ không nói được với ai thì mẹ cứ nói với con nha. Vâng, cảm ơn con. Mẹ muốn bé Linh thay đổi gì không? Đây là cái ước nguyện của mẹ. Mẹ chỉ nói với con điều là vợ chồng trẻ, đương nhiên tụi con bây giờ là nó còn rất nhiều khó khăn, nhưng mà nếu có chuyện gì thì mẹ vẫn luôn bên con. Con cứ chia sẻ với mẹ thì mẹ sẽ khuyên bảo chồng con, vợ chồng con cố gắng hơn để lo cho cả đó được. Yeah, hai mẹ con này là một phe đó. Còn cái anh con kia tội nghiệp đó, bị ra đi rồi đó. Chị, dạ xin mời chị. Dạ, nè, em cứ chở nó để. Dạ, cô để lại. Không, đây quà tặng. À, quà. À, cô cứ nói đi, cô ngồi xuống, cô nói đi. À. Dạ. Ngồi đi em. Chào cô, chào em. Bây giờ thì cô có thể giới thiệu về mình. À, cô chào Quyền Linh. Dạ. Cô chào Lê Lộc. Dạ. À, cô tên là Di Thị Nghĩa, đến từ tỉnh Sóc Trăng. À, trước đây cô năm nay 64 tuổi rồi. À, trước đây thì cô là giáo viên. Dạ. Nay thì làm em làm ô xin rồi. À, hôm nay thì cô đến chương trình đó để về khoe một chút nha. Dạ. Cũng hay khéo tay. Dạ. Rồi anh dâu nó cũng khéo tay. Anh ra hôm ba mẹ con làm bánh ít khoai ngọt tím. Bánh ít khoai ngọt tím. Wow. À, tặng Quyền Linh với Lê Lộc với ekip của chương trình. Wow. Anh Lý Thảo. Ồ, cảm ơn cô. Chào luôn. Trời ơi. Lật. Chết rồi Quyền Linh lên lật rồi. Dạ. Chết rồi. Không sao cô. Đừng có mấy khúc này nha. Dạ, khúc này bỏ đi, sao đâu. Trời ơi, ngon quá. Hả? Ăn đi, ăn bánh ủ đó. Bánh ít ăn đi cho nó ít. Ngon quá à. Rồi lại nha, đây. Cái gì dạ. Quyền Linh biết dạ. Không? Bánh ít khoai ngọt tím này nè. À, cô làm bằng khoai ngọt tím. Dạ. À, cô xay pha với bột nếp rồi nhân thì đậu, dừa, sầu riêng. Và thêm mấy sợi dây khoai cao nữa. Ăn nó giòn giòn, sực sực, ngon lắm. Trời ơi, lại quá. Món này đặc sản Sóc Trăng hả cô hả? Không phải đặc sản, món này món riêng của gia đình món cô. Riêng hả? À, cô ở huyện nào Sóc Trăng? Cô ở tại thành phố Sóc Trăng luôn. Thành phố Sóc Trăng luôn hả? Dạ con, dạ cảm ơn cô. Con này con nhường Lê Lộc. Dạ. Còn cái này của con. Dạ. À, gì vậy hả? Vậy nào chia rõ ràng nha. Vậy mời Quyền Linh Lê Lộc
mình xong chương trình ăn lý phẩm. Dạ, dạ, cảm ơn dạ, cô. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Con sẽ được để đây một tí con ăn nha. Dạ, dạ. Mình đậy lại ha. Dạ. Cái nào của con, cái nào của chú rõ ràng rồi ha. Để dành nha. Cảm ơn cô món quà này. Ủa nhà mình có bán không cô? Không, làm ăn dỗ Tết rồi làm dạ. Chứ không có bán. Làm đám dỗ thôi đó, ý là dạ. Con thằng mình để đám dỗ đó. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Chào chương trình, chào anh Huyền Linh, chào Lê Lộc, chào khán giả của trường quay và khán giả đang xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Mình tên là Nguyễn Thị Kiều Diễm, mình 33 tuổi, mình đến từ Sóc Trăng. Công việc của mình là chăm sóc sắc đẹp cho các chị và các mẹ, mình là bên thẩm mỹ. Mình làm dâu của mẹ cũng mới 4 năm à. Mới 4 năm. 4 năm là cũng khá rồi, khá nhiều rồi. 4 năm là đặt đường cũng dài đó. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình thì cô cảm nhận thế nào? Lần đầu tiên hả? Dạ. Thì trước khi gặp con dâu cô á, thì con trai cô nó có giới thiệu. Mẹ ơi, đợt này con dắt về cái cô này á, đẹp lắm, hiền nữa, tu, biết đọc kinh, đi chùa, hợp gu với mẹ đó. Nó nói, vậy cũng được, nhưng mà tuổi gì vậy? Cọp. Không được. Trời ơi, con cọp cũng được. Mà cọp nhất là cọp cái dữ lắm. Không được, không được, không được, con ơi, không được. Từ chối ngay lúc đầu luôn. Từ chối liền. Cái nó mới nói, không mẹ ơi, cọp này ăn thức ăn. Nó không ăn thịt sống con ra nó hiền á. Cọp này ăn bánh ít không ha. Rồi cái nó thôi để hôm nào con dắt về cho mẹ coi thử coi được không. Thì lần đầu tiên bé Diễm này vô bệnh viện thăm gái sanh trong đó. Thì mới nhìn thì mình thấy gương mặt sáng, nụ cười hiền hậu, cũng đẹp, thấy cũng thích thích. Nhưng mà để coi nó làm sao. Chứ thường thì mấy bà già xưa có quan niệm là tuổi cọp dữ lắm. Yeah. Cô thì hơi thoáng một chút nhưng mà để coi làm sao. Yeah. Thì cái lần đầu tiên thì ấn tượng vậy. Yeah. Dữ thiệt nhưng mà thấy cũng đẹp, cũng được. Không kể đó cô, dữ miễn đẹp được rồi. Chị có nhớ cái ấn tượng khi mà lần đầu tiên gặp mẹ chồng không? Trước khi mà chồng mình dẫn mình về ra mắt mẹ. Dạ. Là mình cũng có nghe một cái thông tin như thế này, là những cô bạn gái trước chồng mình dẫn về á là toàn mẹ chấm gớt không, nhằm khi lội ngay vòng đầu luôn. Cho nên cái lần đầu gặp gỡ đó với mình á là nó áp lực kinh khủng lắm. Dạ. Rồi xong gặp mẹ thì đúng như vậy, mẹ rất là nghiêm khắc, mẹ rất là ngầu, dẫn một sắc thái ngầu từ đầu cho đến cuối luôn. Rồi cái lúc đó mình cũng sợ nhưng mà cố bình tĩnh. Dạ. Rồi nhìn mẹ cười một cái xong mẹ không có cười lại, rồi làm mình lo lắng thêm nữa. Cái mẹ cứ nói, ủa sao bữa nay con bệnh sao mà mặt con xanh lè vậy. Cái mình cũng sợ, mình cười kiểu như là không có câu trả lời, không lý giải được. Lẽ nào nói là tại con sợ cô quá mà con nó bị tái xanh. Tại sao nó về làm dâu thì sao cô? Về làm dâu hả? Thì nói chung á, bé Diễm á, thì cũng nói là một người phụ nữ hiện đại. Nhưng mà Diễm nó có được cái bốn đức tính là trong dung ngôn hạnh. Diễm thiêu rất đẹp, yeah. May khéo luôn. Rồi nói năng cũng lễ phép và đi thưa về trình đàng hoàng. Thì cái phần đó là cô thích ở Diễm. Tại vì bây giờ mà có một con dâu như vậy thì mình cũng thấy may mắn rồi. Đó, về nhưng mà thì trong cuộc sống thì thế nào nó cũng có cái này kia à. Mà mới đầu thì nhìn thì thấy được rồi đó, chấm rồi mới chấp nhận làm dâu. Chứ cô cũng hơi khó tính. Được. Như lúc sau cũng thấy được. Càng ngày được lắm à. Nhiều khi vậy ha. Nhưng mà nói chơi vui thôi. Khi mà làm dâu như vậy thì nó có nhiều mâu thuẫn xảy ra đúng không cô? Có 4 năm thì chắc chắn sẽ có những cái mâu thuẫn xảy ra. Cô nhớ lại sao những ngày đầu nó có cái gì không? Dĩ nhiên là có rồi đó Quyền Linh. Dạ. Thì trong bà con của cô á thì nói dâu bà nó đẹp thiệt á. Tôi nhìn thấy nó đẹp nhưng mà nó dữ làm sao bà. Cái tôi nói dâu tôi mày dữ gì, quá dữ chứ dữ cái gì. Có dữ thì con cô dữ. Dữ làm sao cô? Trời ơi, hôm đó đó cô á thấy chồng nó đang phơi đồ, chồng nó ngoan lắm. Phơi đồ thấy bầm 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 cái nói, ủa lưng rồi lưng, bộ con bị ma chó cắn cái gì con? Sao bầm hết lại mẹ xức dầu cho con? Có là mẹ ơi, cột cái nó vô. Trời ơi,
Ủa mà sao giờ nào nó con cũng không biết nữa. Nó không biết sao biết một cái giờ. Nó mẹ coi tin nhắn nè. Thì nó mới bấm điện thoại cho tôi coi. Tôi coi nói cảnh cáo lần sau không được tái phạm. Trời ơi, ghen kiểu này quản thư phải sợ. Cô cấm luôn hả? Cấm trước mặt luôn hả? Đâu có, nó quào chồng nó xong nó tin nhắn rồi lại, chứ chồng nó biết là tôi quào anh đó. Trời ơi. Dữ vậy đó. Hỏi cô. Cái con ma chó đi với con cọp cái con nào dữ hơn? Chắc con cái dữ hơn. Con ma chó là sao cô? Thì nghe bà già xưa nói con ma chó là cái khi mà cái mình nó, mấy cái tĩnh mạch mà nó bể nó bầm bầm đó thì đó. Mấy bà xưa nói mà chó cắn chứ thật ra là mấy cái tĩnh mạch nó bị bể thì... đâu nhà có ma chó thì không mà nhiều khi chỉ nựng ảnh sao nựng thương hơi quá lố nựng hơi quá lố tay thiếu thôi nên cô rồi còn lần nào nữa mà thể hiện cái sự dữ dằn nữa không? Trời ơi, rồi cái có chứ sao không có nữa hả? Có nữa. Bà Diễm ơi, coi con nhớ con lần nào con dữ dằn với chồng con á là con làm gì cho mẹ bực bội hơn con nhớ không? Mẹ coi cho con có ý kiến, cái là con muốn hỏi riêng mẹ cái là lúc mẹ còn trẻ cỡ tuổi con á là mẹ có hay ghen ba không? Trời ơi. Ghen quá trời chứ sao không ghen? Nhưng con mà điểm chung rồi đó mẹ. Trời ơi. Biết sao cứ nói vụ ghen này con mới nhớ nè. Hôm đó mà nó nhắc thằng con cô bằng giặt hết trơn đó ha. Thì cô mới kêu hai chồng lại cô gầy. Cô nói sao con ngắt chồng con dữ vậy. Nó nói mẹ coi bữa đó ảnh không có rước con. Mà ảnh còn đi nhậu tới khuya ảnh mới về. Lúc ngủ ảnh mới anh kêu tên cô nào á. Trời ơi mẹ hỏi thử rồi con không ghen sao được. Rồi cái nói thời phải rồi vậy là mẹ nhớ rồi. Hai cha con nó giống nhau. Hồi đó nó ba con đi làm mà đi đám cưới mà đêm giám họ đi tới 2 giờ sáng mới về. Ông xỉn rồi ông ngủ không đấy. Em ngủ đi anh về nghe. Trời ơi. Tim mẹ muốn ngừng thở đêm đó luôn. Rồi sáng là mẹ câm lặng luôn không nói chuyện. Cái mấy ngày sau ông chịu hết nổi hỏi sao vậy, sao em không nói chuyện gì chân mấy ngày nay nín thinh không nói gì, không ngủ chung không ăn chung gì chân kỳ vậy. Cái lúc đó là mình cũng được chồng hỏi rồi tâm lý cũng được giải tỏ, lúc đó tôi mới bung chưởng ra tôi mới kể lại hết mấy câu chuyện. Cậu mới cười sò lên ông nói trời ơi câu đó là anh nói với thằng Tâm là anh em lâu ngày gặp nhau nó cứ lôi anh nhậu hoài à. Rồi anh nói thôi em ngủ đi anh đi về là nói với thằng Tâm chứ không nói với cô nào đâu. Công nhận chú thông minh thiệt. Rồi cái hai vợ chồng dở hòa ra cười rồi làm lành lại hạnh phúc mà. Bữa nào cho Linh gặp chú ở nhà coi nha. Ông đi xuất ngoại rồi. Ủa vậy hả? 10 năm rồi. 10 năm đi 10 năm rồi. 10 năm hả? Đi 10 năm rồi. Không về. Không một lần điện thoại về, không nói gì hết. Bởi vậy cũng hơi buồn. Nhưng mà thôi mình chuyển qua cho đề tài khác. Em có hợp gì với mẹ chồng của em không? Dạ, với hai mẹ con thì có nhiều điểm hợp nhau lắm. Thí dụ như hai mẹ con yêu màu tím nè, rồi thích mua sắm, làm đẹp, rồi mẹ thích nấu ăn, em thì em thích thưởng thức. Thích thưởng thức. Mẹ nấu thôi coi em thưởng thức hả? Dạ. Trời ơi, công nhận cũng thông minh ghê luôn. Rồi có hợp gì nữa không chị? Hợp cái nhéo chứ. Hợp cái nhéo. Không đâu, cô không có nhéo chồng cô đi. Bởi vậy mà sau khi giận rồi, thằng nhỏ còn yên nguyên, không có bị gì hết. Nhỏ nào? Ông chồng đó, chứ đâu phải mình giật như thằng nhỏ này nó nhắc chồng nó đâu. Đó, là nhỏ là ông chồng đó. Dạ. Mà nói nghe, nghe nhỏ nó còn y nguyên tưởng gì. Mà Quyền Linh biết không? Mà thằng con trai cô nó đâu có xỉn quà đâu, thỉnh thoảng cơ quan có tổ chức tiệc tùng gì nó mới nhậu xỉn. Nó mới xỉn thôi. Đâu có nhầm nhòi thôi Quyền Linh đâu. Hả? Trời ơi. Ủa sao đá qua đây nữa? Nhậu còn hơn hủ chìm nữa, ai mà không biết. Chết rồi. Có không? Sao vậy?
Cô Linh nó quyết uống rượu luôn trời. Không à, cả nước này ai cũng biết hết trơn à. Trong cái phim Đồng Tiền Xương Máu ai trời ơi. Nhớ rồi, mém xíu đốt nhà chú Linh luôn rồi. Phải, chú cũng biết nhậu. Trong phim thôi, trời ơi, làm việc mình đổ mồ hôi trời ơi. Thôi bỏ qua chuyện này nha. Đây, hai mẹ con dễ thương quá. Đấy. Có cái chuyện gì mà em không hợp với mẹ không? Thì cũng như mẹ nói á, là em là phụ nữ hiện đại. Mẹ thì là người phụ nữ có gia đình. Mẹ giữ nét truyền thống từ xưa tới giờ rồi. Rồi khi mà có dịp lễ Tết hay là tiệc tùng gì ở nhà thì mẹ muốn tự tay mẹ chuẩn bị hết. Rồi mẹ tự gói bánh, tự nấu ăn, tự chuẩn bị mọi thứ hết. Thì em thì cũng công việc cũng bận rộn, không có thời gian giúp mẹ nhiều. Rồi những cái lúc như vậy á, thì mẹ làm những công việc quá tải mà mẹ chết á, cái mẹ hay la lắm. Mẹ la dữ lắm. Có la luôn hả? La dữ mà. Cô nghĩ á, người phụ nữ á, cô người phụ nữ cô nghĩ là nên có cái đức hạnh. Nhưng mà bên cạnh đâu có phải, thí dụ đức hạnh 80% thì dữ không phải 20%. Ủa chi vậy cô? Để giữ chồng, găng con. Dạ, để hiền quá, chồng đi bậy bạ. Vậy đó phải không? Mà Quyền Linh công nhận với cô, phải được giữ. Giữ 80% đức hạnh và 20% phải giữ. Đúng rồi. Nhớ câu này nha. Dạ. Câu này hơi bị hay đó. Đâu con tới 40% giữ lận. Dạ. Thầy có bao giờ hai mẹ con tâm sự với nhau không? Có chứ, cũng như là nhiều khi mẹ con cũng nói thì tôi cũng truyền đạt lại cái kinh nghiệm sống của tôi cho nó đó. Rồi nó ngay đi nó nghe, ngồi nghe đến thinh nè mà không biết có nghe không, họ không nghe gì không biết. Nhưng mà thường là mẹ có hay la oan chị không? Mẹ nóng quá cái mẹ la đại mình vậy không. Mà mình không có sai, do mẹ là tỉ mỉ chu đáo rồi khéo léo nữa. Cho nên cái tiêu chí đặt ra của mẹ đối với nàng dâu thì nó hơi cao. Rồi đôi lúc mình cũng không biết là mình có đáp ứng đủ nhu cầu của mẹ chưa. Thì mẹ la thì mình cứ cười thôi. La cười vậy đó hả? Dạ. Em có sợ mẹ không? Dạ sợ, từ cái lúc mà mới gặp tới cái lúc cưới và hiện tại bây giờ vẫn sợ. Sợ cho mẹ la em cười. Tại vì cái nỗi sợ có mỗi giai đoạn nó khác nhau anh. Ví dụ như lúc đầu gặp gỡ thì em sợ mẹ không có chấp nhận em. Lúc đó xanh, xanh mặt. Xanh mặt, sợ xanh mặt luôn. Xanh mặt. Rồi khi mà được mẹ chấp nhận rồi thì lại sợ là không làm vừa lòng mẹ. Rồi làm mẹ buồn, mẹ không vui. Mẹ rồi sợ mẹ không khỏe. Nhưng mà còn hiện tại bây giờ là em sợ. Là em nói mẹ khó, mẹ dữ quá rồi. Không biết mẹ có giận mà mẹ bỏ em ở đây không nữa. Nói vậy nó nhỏ quá sao mẹ đâu có nghe, nói lại coi. Con không nói gì hết hả mẹ. Nó sợ mẹ giận mà mẹ bỏ con á. Trời ơi, bỏ sao được. Bỏ mẹ bỏ không có nhanh đâu, chồng bỏ mới sợ. Bỏ chứ mẹ không nhanh nhờ vậy á. Nhưng mà thường chị hay càm làm chồng vậy á, cô thấy sao cô? Trời, nhưng lúc đó Lê Lộc biết không, cô rất là bực bội. Dạ. Thường thì Diễm hay gọi điện cho cô lắm. Dạ. Cứ khi là mẹ ơi bữa nay anh Lưng đi trực về trễ quá à. Mẹ ơi bữa nay trời mưa lớn quá, anh Lưng chưa rước con đó mẹ. Có lần đó gần 11 giờ đêm điện, thấy điện thoại chữ Diễm hiện lên hết hồn. Không có dám nghe nữa. Mà có không à, mẹ nói vậy có không? Có không? Dạ cũng có chút chút. Tại vì á 10 lần gọi cho mẹ thì hết 9 lần mới giống chồng mình. Cho nên mẹ nói mẹ nhìn thấy số điện thoại mình gọi tới là mẹ áp lực kinh khủng. Rồi điện vậy rồi nhiều khi cô không nghe luôn. Có như nó sắm điện thoại chỉ mắng giống chồng thôi đó. Không giống chồng không à. Không có khi nào mà điện mẹ ơi bữa nay mẹ có khỏe không? Bữa nay sinh nhật mẹ, mẹ đi đâu vậy? Mẹ đúng ăn rồi. Cái gì vậy? Không bao giờ hỏi câu đó. Mà mỗi lần điện mẹ ơi anh Lưng vậy, mẹ ơi anh Lưng kia, trời ơi tôi chán chết luôn. Thiệt tình thấy điện thoại sợ lắm. Nhưng mà cô ơi, thí dụ mà hai anh chị giận nhau vậy thì cô sẽ làm quà như thế nào? Cô hả? Thường á thì cô mới giải quà, kêu hai chồng lại phân tích cái đúng cái sai để cho hai đứa rồi hiểu, rồi hai đứa tự kiềm chế lại bản thân để giữ hạnh phúc gia đình. Rồi có những khi cô không nói với con dâu mà cô gầy riêng con trai cô. Là cô mà nói cho nó biết là nó phải làm cho tròn cái bổn phận của người đàn ông trong gia đình, làm cho gia đình được vui vẻ hạnh phúc. Thì có những cái cô nói riêng với con trai cô, còn có những cái cô cũng nói chung với hai vợ chồng. Dạ.
thì cũng tốt ha. Nói chung là dĩ hòa vi quý đó. Cho nên mình nói trước mặt hai đứa nó đôi khi nó cũng gây bất lợi, rồi nó mâu thuẫn thêm nữa cô hả? Trời ơi, cái vụ mâu thuẫn này cô kể Quyền Linh nghe nè. Nữa hả? Ừ, trời ơi dữ lắm. Bữa đó nó ngắt chồng nó đó. Rồi cái cô mới điện thoại mét chị xui, mà không phải mét chị xui, mà tâm sự chị xui. Tại nhiều khi cô không ở chung, cô thì ở thường ở Cần Thơ nhiều mà cô cũng thường về nhà. Cô sợ những lúc mà thằng kia xỉnh về mà Diễm không kiềm chế được, ngắt nghéo đó, rủi nó nóng quá, nó đánh một hai bạt tay, cái gia đình nó xào xáo. Mới điện nói chị xui, chị ơi, chị dùm khuyên Diễm tiếp với, để mà thôi chị ở xa, tôi cũng ở xa, nhiều khi có chuyện gì xảy ra cái hai mẹ, người mẹ này buồn lắm. Thì không biết là chị xui truyền tải cái thông tin đó tới Diễm như thế nào mà Diễm giận. Diễm giận nó, tôi đi về không thèm nói chuyện với tôi luôn. Mặt chầm dầm nói chân mẹ mới về rồi đến thinh nó nói chân nó ủa lưng. Mấy ngày nay sao thấy Diễm kỳ, gặp mẹ nó không có nói, không vui vẻ hay chân vậy. Nói mẹ có điện nói chuyện với chị xui không? Nói có. Rồi có gì không? Mẹ mét phải không? Nói đâu có mét. Nó nói không, mẹ không mét, Diễm nhằn nhằn con mấy ngày nay là mẹ dặn Diễm á, chuyện gì vui hết kể cho ba mẹ nghe, còn chuyện gì buồn hai vợ chồng tự giải quyết. Mà mẹ lại đi mét mẹ của Diễm ở dưới. Diễm bị mẹ gầy mấy ngày nay, Diễm ngắt con nữa. Rồi cô nói với con trai sao, tao đâu có mét đâu. Ờ trời ơi, tao đâu có mét. Tao tâm sự mà. Ờ tao tâm sự đúng tâm rồi. Tâm sự như mét mà. Nói chứ đó, một trong những cái chia sẻ giữa bà xui với nhau, mình nghĩ rằng nó cũng vấn đề đâu. Cho gọi là hiểu nhau hơn mà đúng không? Đây là một trong những cái điều mà các con dâu cũng đừng có nghi ngờ mẹ chồng mình gì hết trơn á. Tâm sự để hiểu nhau hơn thôi ha. Đó con nghe mình thì lúc đó mình không có giận mẹ, mình chỉ buồn thôi. Tại vì khi mới về làm dâu mẹ thì mình có nói là nói chung là khai một số nhược điểm của mẹ của mình cho mẹ biết để mà mẹ thông cảm. Nói ví dụ như mà con có làm sai gì á thì mẹ cứ dạy bảo con đi, rồi con mới biết con sửa, chứ mà con nhiều khi vô ý đi, con làm mẹ buồn, rồi mẹ không nói với con, cứ vô tình cứ làm mẹ buồn hoài vậy, rồi mẹ giận con tội nghiệp. Nhưng mà cái lần đó là mẹ không có nói trực tiếp với mình, rồi mẹ nhiều khi tâm sự cũng không biết tâm sự như thế nào nữa. Thì mới về làm dâu mà mình cứ suy nghĩ chắc là mét mình dữ lắm nè. Con nhận hay, mẹ chồng làm dâu này hợp nhau lắm. Mẹ nói là mẹ không có mét đâu, mẹ tâm sự. Còn dâu nói con không có giận đâu, con buồn à. Hợp nhau. Chị có những kỷ niệm gì mà với mẹ chồng mà dở khóc dở cười không? Kỷ niệm vui thì cũng có khá là nhiều đó. Mình hay tham gia các chương trình văn nghệ ở chùa đó, nhân dịp Vu Lan. Thế xong có cái đợt đó là mình không có thời gian đi tập với mấy bạn, cái mình về nhà mình mượn mẹ đóng phụ cho mình cái vai là người mẹ, mình là đứa con ngỗ nghịch bất hiếu. Mẹ ơi, hay là mẹ thổi với con lại cái đoạn đó đi, chứ con kể cho em khi không có sinh động. Diễn lại được không con? Diễn lại hả? Để nhớ là cái coi coi trời ơi, nói gì quên. Cái đoạn mà mẹ đánh mẹ chửi con đó. Cái việc đó mẹ chẳng hay làm mà. Chết chửi gì mà chửi, không biết nữa. Đâu có chửi. Đâu có chửi đâu. Tao mắng mà. Bây giờ Quyền Linh xin phép quý vị khán giả cho tôi dựng lại cái tình huống này cho nó vui chút xíu ra.